Dạ, 30 tháng 9 chế tạo máy phát cỏ Việt Nam review cho bà con một con phát cỏ ngồi lái 4 bánh á. Con này của Barolet, nhãn hiệu là LM320AF ạ. Con này thì đường giao nó là 1,5 m, thì chuyển động 4 bánh hết ạ, tay lái trợ lực. Thì con này thì nó khác con trước, là đẹp hơn cái con trước ạ. Thì đồ đạc liền lạc, rất là liền lạc, đẹp tuyệt vời luôn. Đây dàn lốp đấy, bà con xem này, lốp này, đồ đạc rất là liền lạc, đẹp, không có sơn dặm tút gì đâu ạ, nó còn nguyên bản sao thì em làm vậy ạ, em review cho bà con xem. Thì con này bữa trước em còn nói nhầm, con này nó là 20 HP, máy nó 20 HP đây. Máy thì em chưa đụng một con ốc hoặc là chưa xả gió luôn, có sao về vậy, tất cả máy móc là zin 100%. Thì để em đã thay nhớt, thay vệ sinh lại, bảo dưỡng tất cả các cái chỗ mỡ mỡ ắc rồi đấy. Bà con về 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 chỉ việc dùng thôi ạ, chứ không phải làm bất cứ một cái gì. Riêng những dòng máy này thì bên em đã, em mới chạy đến nên thôi em không mở nắp, nó sợ nó xì. Thử mở ra. Chứ nắp nó thì còn nước xanh nguyên bản luôn ạ. Không có reset hay là rồ gì đâu ạ. Ủa cái nắp này nó bị mục. Đây này. Nước còn xanh nguyên ạ. Thì đó, hình thức thì như vậy thôi. Thì quá đẹp luôn, lốp láp liền lạc, tất cả các cái chức năng này đều hoạt động ok hết ạ. Phải nói là đẹp tuyệt vời đấy ạ. Các con ốc còn 7 màu hết mà. Đồ đạc thì rất là liền lạc. Ghế thì bị hai cái tay nó mục mọt thì cái đó thì bình thường đấy ạ. Em quay đường giao 1,5 m nhá. Tất cả các chức năng đều đang hoạt động ok hết. Con này rất là đẹp. Hàng bãi như vậy là đẹp lắm rồi. Thì thôi bây giờ em test ngay cho bà con xem luôn, tại vì trước em đã có giới thiệu rồi.
4 tiêu hống cà phê. Thank you.